Hiện tại chúng em ở đây là xây dựng trang web bằng máy tính xách tay. Thành viên của hai thành viên Nguyễn Thái Anh và Nguyễn Tài Nhật Minh. Bài trình bày của chúng em thì sẽ có 4 phần. Phần thứ nhất là về bài toán, phần thứ hai là phân tích thiết kế, phần thứ ba là về công nghệ, phần thứ tư là đánh giá. Đầu tiên thì cho phần thứ nhất đó là phần bài toán. Ở đây thì bạn đề ra là xây dựng một trang web để quản lý và thực hiện các hoạt động mua bán về sản phẩm máy tính xách tay. Và để cho thuận lợi thì chúng ta tổ chức phong thứ dạng một trang web. Và xác định hệ thống này thì sẽ có hai chủ thể là thứ nhất là người dùng, thứ hai là người quản lý. Và chúng em phân tích được là các hoạt động của người mua hàng có thể có thì sẽ là hành động mua hàng thì thông qua một cái gọi là form đặt hàng, thì chúng ta sẽ điền một cái form online này và sau đó thì người quản lý sẽ xử lý cái form, cái đơn đó và tiến hành các hoạt động giao dịch. Tiếp theo là về các hoạt động của người quản lý. Người quản lý ở đây thì sẽ đóng vai trò quản lý về sản phẩm, như là thông tin của cái sản phẩm đó, số lượng cái sản phẩm có sẵn ở trong kho, như là xử lý các cái đơn hàng. Sản phẩm thứ hai là phần phân tích thiết kế. Ở đây thì dựa trên cái đồ hoạt động thì nó đã đưa ra được mô hình thiết kế hệ thống như sau, gồm có tất cả là 8 bảng. Mọi người có thể thấy bảng build, bảng build detail, bảng product, bảng review là về cảm nhận của người dùng sau khi truy cập vào trang web, bảng category là bảng loại, bảng quản lý về user, bảng quản lý user khách hàng và user admin. Đây là phần tất cả chức năng thì chúng em nhận thấy là tất cả người dùng khi truy cập vào trang web thì sẽ với tư cách là một khách hàng. Sau khi xem sản phẩm hoặc là đưa cho mình những lựa chọn nhất định thì sẽ tiến hành đặt hàng. Đặt hàng và khi này thì khách hàng sẽ phải đăng nhập và thực hiện các thao tác về dò hàng của mình để có được đặt hàng với nhóm đã phát triển và đưa ra một hệ thống khá là đầy đủ. Đó là về website và máy tính thì sẽ chia ra làm 4 chức năng là quản trị, giao dịch, tìm kiếm và đánh giá. Chức năng quản trị thì có quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản, quản lý tài khoản của người mua và quản lý danh mục các loại máy và các thể loại. Về phần giao dịch thì chúng ta có hành động login, logout, xem thông tin các sản phẩm và kiểm tra việc đặt hàng. Để tìm kiếm thì có tìm kiếm theo tên máy và tìm kiếm theo mã model. Cái đánh giá là một form như là form bình luận cho người dùng sau khi trải nghiệm trang web. Phần thứ ba đó phần về công nghệ. Thì ở đây về front end thì nhóm sử dụng HTML phần CSS và JavaScript. Ở đây là một số hình ảnh. Thứ nhất đó là form đăng nhập, trang đăng nhập. Đây là trang chủ. Tiếp theo đây là hình ảnh shopping cart ở trang dò hàng. Về công nghệ backend thì nhóm sử dụng công nghệ là JSP serverless. Một số hình ảnh minh họa trong quá trình phát triển mặt backend. Đây là phần server action và cụ thể hơn thì là phần login action. Vâng, và bài trình của nhóm đến đây là kết thúc ạ. Cảm ơn mọi người đã nghe. Xin chào anh, chúng em xin phép được tuyên bố phần này.
Đây đầu tiên sẽ là thao tác đăng nhập. Không thể nhìn lên cái này đâu. Con bé rồi. Okay. Đây là giao diện đăng nhập xin dùng cái ghi số lượng của đơn hàng sẽ đăng nhập tài khoản thì hình chọn đây đây đang chỉ là thẻ tín nhập tài khoản khách hàng chưa được cho hàng cho ra giao script để các ví dụ như là on mouse viết sau khi đăng nhập xong thì trang web sẽ đưa chúng ta đến một trang chuyển hướng. Sau đó chúng ta có thể chọn địa điểm chúng ta đến, ví dụ như là sang trang chủ, trang quản lý tài khoản hay rửa hàng, tạo đơn xuất. Đây chúng ta sẽ vào trang chủ. Ngay trong ở trang chủ thì sẽ hiện ra danh sách các sản phẩm. Và đây là một trong số các sản phẩm. Thì ở đây sẽ có phần mô tả sản phẩm với một thông tin chi tiết, chúng ta sẽ xem được thông tin chi tiết. Còn là đối với một phần đánh giá, chúng ta có thể biết được mình cái đánh giá. Chúng ta sẽ thử thêm một giỏ hàng. Đánh thêm cái tên tiếp. Rồi chúng ta sẽ thêm một chiếc máy Dell XPS. Chúng ta sẽ tăng hoặc là giảm số lượng các cái mặt hàng đó. Thanh toán thì sẽ đưa đến cái cơ sở điện thông tin của thanh toán, địa chỉ cũng có địa chỉ gọi tên số điện thoại, phương thức thông tin thanh toán, chúng ta chọn thanh toán ngay và sẽ được chuyển hướng đến một trang cảm ơn mình đã mua hàng. Sau đó chúng ta thực hiện các thao tác khác như là sang trang chủ hoặc là vào kiểm tra thông tin cá nhân, có lịch sử mua hàng. Chúng ta sẽ thử viết một bình luận về sản phẩm và bán hàng sản phẩm. Sang phần đánh giá, sau khi đã mua được hàng chúng ta sẽ viết một cái đánh giá, nhập khoản tên, đánh giá 3 sao và viết một vài điều gì đó. Và sau khi được đánh giá thì cũng đã chuyển hướng đến trang cảm ơn của đánh giá. Chúng ta sẽ kiểm tra đã có một thông tin mới về bản nhận sản phẩm 3 sao trên 5 sao và với nội dung khá ổn. Vâng, đó là toàn bộ các chức năng của trang web của em. Mình thấy có câu hỏi. Trang mọi người chỉ làm nên có cái chạy giao diện ra vào đấy. Cái dùng cái gì? Dạ vâng, là lên trên mạng. Chat. Chat, CSS, animation. Animation đó là CSS. Nó có hiệu ứng em ghép từ trên mạng của ghép từ nơi. Đấy, trang chủ. Thế cho chủ chẳng hạn. Kéo xuống dưới sao? Kéo một cuộn xuống. Các sản phẩm đây chưa có nhiều à? Chưa, em chưa đang mới thử để mua một số việc. Có thể nếu muốn thêm thì mình có thể thêm trực tiếp qua phần admin. Admin phần quản lý sản phẩm. Vâng, mình sẽ thử demo về phần trên này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần login. Chắc là anh chưa. Thì giao diện đăng nhập thì nó chưa đơn giản lắm.
sau khi đăng nhập phần admin thì sẽ có phần quản lý. Chúng ta sẽ chuyển đến phần danh mục. Danh mục thì ở đây sẽ có, chúng ta sẽ quản lý các sản phẩm là danh mục, nhãn hiệu, sản phẩm, hóa đơn của người dùng. Hóa đơn vừa lúc nãy là chúng ta đã mua từ bạn Nhật thì sẽ được lưu ở đây, và admin sẽ có quyền xác nhận hoặc hủy. Thì đây là ý tưởng nhưng em chưa thực hiện được. Tiếp theo là phần người dùng, thì đây sẽ là hai người dùng em hiện tại, nhãn hiệu và sản phẩm sản phẩm thì chúng ta sẽ có số lượng, giảm giá, giá thêm mới được, thêm mới được rồi, theo từ sản phẩm ở sản. Ban đầu nó sẽ chưa, nhưng mà sau khi mình sẽ được tăng cao thì sẽ được các sản phẩm image trong được. Kìa MacBook kìa. Từ từ, chưa đi. Việc mà em thêm một cái giao diện cho trang quản trị có gì khó không? Quản trị, thêm một việc quản trị thì đầu tiên nó gặp về vấn đề máy, em cũng không biết có phải là máy, tức là sau khi thêm vào thì phải reset lại phần không. Phần giao diện với trang quản trị. Giao diện thì em tập trung vào làm được, nhưng mà em muốn tập trung vào phần trải nghiệm người dùng nhiều hơn. Còn phần quản trị thì em cũng định đưa giống như cái kia nên em chưa kịp. Cái anh đang bị chung vẫn báo cáo mọi người nhé, kể sau này mấy em đi bảo vệ đoàn tốt nghiệp thì cái phần tôi thích thiết kế thì về bố cục thì tạm ổn, nhưng mà cách trình bày slide thì nó không ổn lắm. Vừa lên lại slide và lại slide chỉ được lại slide đâu không còn thấy đâu. Rồi, bố cục bài toán này này. Thì mình dùng nhìn khoảng cách thì cả cái text nó quá lớn. Đúng không? Hoặc mọi người làm một dạng item mình lưu.